Ok, hello và chào tất cả mọi người. Những đã quay xin lỗi mình dùng các bạn đã quay trở lại với channel của Chinh Đông Chinh Linh. Ok các bạn ạ. À, các bạn thấy khung cảnh này quen không? Trời quen quá trời của đất luôn đúng không? Ây cha đừng đánh nó mấy ngay. Trời ơi. Ok anh em ạ. Hiện tại là bọn mình đang ở trong một blog. Anh em thấy quen không? Đó. Anh em nào đã coi một cái video là Rô sinh tồn một blog cùng với hội chim rồi để lại bình luận bên dưới cho Rô biết nha. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại và sinh tồn một blog nhưng tại một vị trí khác các bạn ạ. Và hiện tại chúng ta sẽ không còn hội chim nữa mà là Camoi Simi và Kai Rô đồng ba. Hay là giờ rủ cơm chó vô đúng không? Rủ vô thời luôn anh em ạ. Thời luôn, tôi biết có sai lầm không khi mà đủ một cặp đôi vô với lại là hai người không có người yêu đang đứng hai anh em ạ. Buồn quá. Đừng đánh nữa. Đập gỗ đi mọi người. Ok, nếu như mà thật ra là đã có hai người biết cái luật chơi của này rồi, đó là Camui và Simi. Đó chính là cứ mỗi lần mà mình gọi là hoàn thành được một cái cái thành tựu đúng rồi, một cái thành tựu trong Minecraft thì cái vòng này nó sẽ mở ra một xíu cho mình. Đó, cái đó là người duy nhất không biết. Ê, nãy giờ tôi đập nhiều lắm anh em. Ba cái này dễ chơi anh ơi. Ê, nãy giờ tôi đập nhiều lắm anh em. Sao trong tay tôi cầm có một cục gỗ vậy? Anh ơi, em cầm hết 6 cục gỗ luôn. Cho xin. Nhắn yêu dễ sợ luôn trời. Sim nó cầm hết gỗ, nó cầm luôn bằng cái tàu kìa mấy má. Trời đất ơi. Cái này mình đem được thành tựu là nó mới mở rộng ra hả mọi người? Đúng rồi, được thành tựu mở rộng ra. Sim ơi, cho em xin một cục gỗ với Sim. Anh ơi. Em ơi, mình sống mình đợi đức cho con cháu với chứ. Em ơi. Mọi người ơi, tôi khai sáng quá, em không có được. Mọi người biết gì không? Mình xin Sim một cục gỗ, nó đưa mình đúng một cục anh em ạ. Mà đâu biết gì không? Sim ném cho Rô. Được không? Trời ơi anh em ơi, đúng là tình anh em duyên số sinh ra chúng mình. Xin đúng cục gỗ, đưa đúng cục gỗ luôn mấy má. Mở rộng ra rồi. Ok. Ok, thành tựu tiếp theo của Minecraft là gì ta? Có một cái đào sắt, mình phải đào sắt hay sao á? Đào sắt à? Ui, đào sắt thì hơi khó nha anh em. Được rồi, chết là cũng đây. Ý, thang nè anh em, thang nè. Đào thang có thành tựu không ta? Ôi, đào thang có thành tựu anh em ơi. Không. Ê, tôi cô đơn quá, tôi không biết mọi người ở trên đang làm gì á. Anh em, mà tôi đang cố gắng tìm sắt đây nè. Nhưng mà nãy giờ đào xuống hoài, không mấy sắt mấy ba ơi. Ai Sim ơi, anh cần tiếp ứng quăng cho anh ít gỗ với Sim. Gỗ hả? Đây, có đất đẹp, tôi lại tiếp tục tuyên dương Simi xin một cục gỗ cho đúng cục gỗ. Chết rồi, em ném gỗ nó bị mắc kẹt rồi kia đó. Trời ơi, đi mắc kẹt nè. Trời đất ơi, nó kẹt ở trên này rồi nè. Trời ơi, đem. Xin lỗi em, đừng đánh em. Ok, gỗ đây xuống. Đây, gỗ nè, em còn đúng 2 tim thôi anh. Có gỗ rồi. Em còn thấy cuộc sống của chúng ta dễ dàng quá. Dễ dàng có chị, giờ không biết làm gì hết trơn. Thôi chúng ta cứ chờ đợi hai người kia thôi. Chúng ta phụ thuộc vào hai người kia mà. Vì mình làm gì có đồ đâu. Mình trong một gỗ này, mình chả có gì hết trơn. Mình có một cái trách nhiệm đó chứ, là mình canh hai cái cây này lên. Đúng rồi. Bỏ gì không? Em canh cây trên, còn chị canh cây dưới nha. Đúng rồi. Bỏ gì không? Em canh cây trên, còn chị canh cây dưới. Mọi người ơi, tôi thấy hầm mỏ bao hoang. Tôi thấy và trong đây rất nhiều quái vật. Người đẹp. Một mình em thôi, chị không sợ đâu. Á đù, rồi chết rồi. Rồi xong, chết cả đôi luôn. Chị xem. Chết cả đôi. No. Cùng công viên. Em cùng công viên. Chị ơi, em còn gỗ không? Cho chị còn ai còn gỗ không? Ai còn gỗ? Còn đất, còn 10 cục đất này, cho 10 cục đất này. Còn đất không à? Giữ lại 10 cục chứ. Ôi Sim, hãy để anh. Em còn cái cuốc này anh. Đấy, giữ lấy anh. Không, bây giờ hãy để anh mấy cục gỗ đi, mấy cục đất đi. Ừ, đúng rồi. Rồi, cuốc, đất, rồi. Rồi, nó quăng ra nhiêu lụm lại hết bấy nhiêu luôn mấy má ơi. Nó quăng ra nó lụm lại hết luôn rồi. Ok, được rồi. Ok. Ủa, anh Rô, đây có sắt nè Rô. Trời ơi, trên chỗ em luôn nè. Trời, em đào ra hai cục thang có nguyên vậy là hai cục sắt luôn. Ghê trời. Cây, cây lên của cây ơi. Cây to luôn anh chị em ơi.
mấy người kia, mấy người có cần gỗ không? Thấy chúng tôi gào thét thì mấy người cũng phải gọi là cổ vũ một xíu chứ. Đúng rồi đó, nào đi cái, đập đi cái, đập đi cái, đập đi cái. Ê Sim ơi, tôi đã phải cố gắng hết sức để tôi hệ cô lên đây khi mà Sim hét lên. Anh ơi, có sắc nè, và tôi dần nhận ra sắc này làm sao mà đào. Em nè. Trời ơi, rồi đúng lú luôn, mình bảo bên này xong chị bên này. Trời ơi trời. Trời ai biết trời. Đâu, ai biết đâu. Ok, bây giờ mình sẽ tạo một cái lò này. Ok Sim, đưa danh sắc đi Sim. Đây, nhét vào đây. Đó. Đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Ô, ra được thêm miếng rồi mọi người ơi. Ra được thêm miếng nè. Anh chị em ơi, chúng tôi có nhiều gỗ lắm nha, nên anh chị em cần thì báo nha, cần thì báo nha. Ok ok, chị có nhiều gỗ chị quăng xuống đây hết đi. Nhiều lắm cây, ném đi, ném đi cây. Ok. Một cái nón này. Yes. Yeah, bây giờ mình chỉ cần chế tạo nón và cái bạn lại ra nè anh em ơi. Giọng rồi. Woo. Ôi mà mọi người ơi, có con bò xuất hiện nha mọi người. Chưa thấy anh ơi, chưa thấy bò nữa. Chưa thấy bò luôn. Trời ơi, ấy sắc nè, sắc nè, sắc nè. Cho anh thêm gỗ với mọi người. Đây em có gỗ đây, có 6 cục gỗ này, 6 cục gỗ này đó, 6 cục gỗ nè. Đây. À, thôi mình hãy để cho những người gọi là nông lâm ngư nghiệp ở trên kia, người ta có công việc làm đi xin. Chứ bây giờ mình dưới đây mình đào nhiều lắm xin hiểu không? Đâu, em đây. Ném xuống nha, ném xuống. Đúng rồi, đúng rồi, qua xuống. Ném xuống, ôi, ném nữa. Sao giống cái mùi cho cá ăn quá anh em. Nhặt chưa. Sao giống cái mùi cho cá ăn quá anh em. Có thành tựu tạo khiên hay sao á? Rồi. Có đây nè, là bây giờ anh cố gắng xuống nè, anh tạo khiên nè. Tạo khiên thì đơn giản anh em ơi. Đó, tạo một cái khiên nè. Đó, xong rồi chúng ta sẽ tạo một cái thuyền nè. Đó. Ủa cái khiên thiên sim cạo hay gì vậy? Đâu? Khoan, không phải, cái này là thành tựu gọi là né quái vật bằng khiên. Bây giờ mình sẽ đi xuống đây để mình Sim ơi, Sim có sắc đâu không? Sim chế tạo cho anh hai cái xô với. Hai cái xô à? Okay. Một cái xô thôi. Ôi, anh em mình làm việc gọi là sao ta? Rất phối hợp nha các bạn. Bắt đầu quan điểm rồi, chết rồi, bắt đầu quan điểm rồi. Mua cái gì vậy? Cay, mọi người biết gì không? Có môi bảo cay là cay có cuốc không? Thì Caron bảo là đây để em chế tạo cho và giúp cuộc Caron đưa cho mình cái cuốc. Ồ, cái cuốc nữa rồi bà nội. Cái cuốc. Cái này hả? Cái gì vậy? Sao con zombie nó lại có thể đánh xuyên được hàng rào vậy anh em? Ai biết đấy? Update. Ôi ơi, thật giống là mọi người chồng đi. Đâu đó lại? Ủa? Hình như mọi người vừa mới hoàn thành tụi vậy, sao mà nó lại tiếp tục lan rộng rồi? Trời ơi, nghĩ sao trên này chúng tôi chơi vậy, chúng tôi làm việc chứ bộ, mấy người cứ bị ở kinh chúng tôi hả? Đây làm việc nhiều lắm anh, làm việc rồi. Các bạn. Cho xin cúp đi Sim ơi, cho xin cúp đi. Nó nghe em làm việc cúp mà. Cúp đi, hít cúp, từ điểm lên tạo cái cúp cái. Trời ơi, thiệt dưới đây. Mình cứ thoải mái. Wow, oh my god, có bò rồi. Ui. Ủa, có bò. Được rồi. Mọi người ơi, tôi đang rất không nỡ làm điều này, nhưng mà con zombie kia nó lấy cái mũ tôi và tôi đánh banh mũ tôi rồi anh em ạ. Thôi tạm thời mình cứ cho con bò nó sống đi nha. Đúng rồi. Cứ để đấy, sau xuất hiện con nữa thì là mình có nhiều con bò. Sau xuất hiện nữa thì sao? Chúng ta làm gì thì làm. Trời ơi. Đúng rồi. Cầm mùi thông thái quá. Mọi người có lúa, mọi người trồng lúa giúp mình nha mọi người. Không có bạn ơi. Không có lúa luôn hả? Rồi xong cô hành gọi là một con sói nghèo đói nha anh em ơi. Đây tính em có lúa nãy giờ mà ta. Em có mấy chục cái lúa nãy giờ nè mà. Rồi xong luôn. Caigon không muốn chia sẻ đồ ăn cho anh em. Caigon muốn anh em trở thành một con sói nghèo đói. Ủa nhưng mà có nước đâu trồng lúa trời. Ui. Quay. À đây cái điều của tôi đây. Trời ơi. Ê. Gì vậy cơ? Chị không xuống đây làm sao chị biết được em đã phải khổ sở như thế nào? Trời ơi, gào thét, ghét nhờ. Người ta đã cực khổ đó hả? Mọi người ơi, mọi người, có gỗ không cho em xin với em phải đầm thuyền, em nhảy dưới em. Rồi, cho gỗ quê ơi, nạp gỗ. Gỗ à? Tôi miếng gỗ. Có mấy cái rồi này, cho 5 cái này. Ừ, 5 cái được rồi. Hết rồi, từ nãy giờ hết rồi. Ok, trả lời gọi cho mọi người nè. Ở trên đây cũng làm việc chăm chỉ không? Thế còn từ đây. Ê, tính ra nha, đồ toàn từ trên này thuần xuống dưới đây có tuần thì lên trên này không đấy? Từ từ, tại người ta nãy giờ người ta chết, người ta tìm thấy kim cương rồi này. Đâu? Em nói,
Từ từ thế? Tìm thấy kim cương nhưng mà chưa kịp đào. Ôi, Simi chết tạo còn hai xuống dưới rồi này. Được Simi. Wow. Trời ơi, em thấy đau khổ quá nên phải làm vậy. Thì anh đau khổ quá trời luôn á. Thương em ơi. Ôi, Kai ơi, chị em mình giàu có quá Kai ơi. Ơi. Ôi, nhiều cây quá chị ơi. Trời ơi, mình đại gia cây rồi. Ôi trời ơi, tôi biết tại sao hồi nãy tôi chết rồi. Tôi chết là bởi vì hai con Reaper anh em à. Trời ơi. Kim cương này, này nhá, mọi người nhìn tôi này. Mọi người nhìn tôi là hành tụ này. Ấy, ủa sao có hành tụ? Này được rồi. À, hồi nãy là rồi. Hồi nãy là được cái gọi là tìm được kim cương rồi anh em ạ. Nhiều cây vãi đời vui ơi. Trời ơi, chị em mình giàu có. Trời ơi, đại gia, bên dưới kia có gì yêu cầu, có cần gì không nhá? Ở trên kia có bất cứ gì cứ gửi này hết đi. Một miếng gỗ là một kim cương. Đấy, cứ vậy cho dễ tìm. Hợp lý, cái mày đẹp mày. Mình là mình phải kinh doanh gì đúng không? Đúng rồi. Cái dòn tì gì, danh nhân thành đạt. Danh nhân thành đạt. Ok, bây giờ mình đang cần một cái hành tụ nữa. Đó chính là cái hành tụ đổ lava anh em à. Ôi, nhưng mà mình xuống bedrock luôn rồi anh em à, chứ có lava. Lava. Cẩn thận nha. Yes. Tìm được lava rồi. Nhưng mà tại sao tôi lại ngớ ngẩn đến mức tôi mất 2 xô lava nhờ? Tại sao tôi lại mất 2 xô lava nhờ? Ủa, Parker có tìm được nước chưa coi? Từ từ. Lava là đừng đào xuống nữa. Chưa có nước, dưới đây không thấy nước rồi nè. Trời ơi, chúng tôi cần nước mà sao dưới trên dưới đấy không tìm được vậy? Còn dưới hang sao kiếm ra nước được má? Sao kiếm nước được với ba? Có, nhưng mà có nước chảy đó mấy ma. Thỉnh thoảng có nước chảy mà dưới đây không có nước mấy ma ơi. À Mươi ơi, nếu mà chị nhớ thì nếu mà chị không quên thì chúng ta đang bị trong không gian hẹp mà chị. Bây giờ là mình cần hát diện thạch đúng không? Bây giờ hát diện thạch cần nước đổi với lava nhưng mà bây giờ không có nước luôn. Ok, bây giờ là mình có 7 kim cương. 7 kim cương thì mình sẽ chế tạo được một cái gọi là cái mũ kim cương. Ok. Em sẽ chế tạo mũ kim cương đây, mặc dù là em muốn dùng kim cương cho một cái việc gì đó nó gọi là lợi ích hơn nhưng mà để bắt đầu vô gương chị ơi. Ủa giờ chị em mình dư giả tới nỗi là có gương luôn ba, có gương để đồ vô luôn. Wow. Ghê, chứ người giàu mới cần rương thôi, chứ người nghèo dưới đây làm gì cần rương anh em. Đúng rồi, đúng luôn, bạn là nhất luôn. Ok, một cái mũ kim cương được thành lập, yeah. Ủa, ghê vậy. Rồi, mũ kim cương xong rồi, bây giờ chúng ta cần phải có một cái obsidian anh em ạ. Nhưng mà obsidian thì chúng ta cần nước. Damn bro, không có water sao làm trời. I really need water because I'm so hungry. What the hell? Bà nói gì vậy? 10/10. Tiếng Anh English 10/10. English cao mùi 10/10. Trời ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng mình lên trên em ạ. Quá chán rồi. Bây giờ chỉ còn một con bò. Khoan. Cái sao mình không, sao em không nhốt con bò vậy? Không đâu, yên tâm chị, nó đâu có chạy được ra ngoài đâu, yên tâm. Nó chạy ra được. Làm thịt luôn. Không để tạo nước, mình có nước á, mình lúa là hấp dẫn nó ra đây là được. Quan trọng là nước đâu. Thế thì mới phải hỏi đời đi mai đó. Đúng là cái gì cũng không quan trọng bằng nước. Cai ơi, lên đây tao nói này nghe nè Cai. Nhìn trai. Lên đây nói cho nghe này nè. Đâu? Lên đây. Lên đây. What the hell? Lên đây. Dạ? Rất gần nhưng cũng rất xa. Đúng lực quá. Ủa gì vậy? Rất gần nhưng cũng rất xa. Rất lực quá các bạn ơi. Anh tạo cho nó buồn đấy. Ok. Ok. Thế là bà có táo mà. Ok, mua có táo à. Hồi nãy giờ không nhận cây nấy, tạch cây nấy giờ. Ok, cho tôi xin cái táo nè. Cho tôi xin táo nè. Một quả thôi. Ê, bên đây gần hơn coi. Nước, nếu mà lấy nước thì mình lấy bên đây gần hơn nè. Ủa, nước mưa nè, hứng được không vậy? Hứng nước mưa đi em. Chế tạo cái nồi, chế tạo cái nồi bằng sắt á. Xong rồi hứng nước mưa mọi người. Ủa, nó hứng được không hả? Hình như nước. Chị ba, có sao. Theo trí nhớ của Camui ạ, là hình như nước mưa có thể làm ẩm đất thì phải, nếu không nhầm. Hy vọng là được. Đâu rồi, mầm cây đâu rồi, ai có lúa. Đây. Hạt giống này, hạt giống này. Được rồi. Ủa, cái này cũng đều luôn hả? Á đồ. Rồi nè. Đâu. Sắc ra rồi. Từ, môi, em có cái này nè. Ok. Trông nó đi, trời. Ờ, có luôn hả? Đẹp rồi. Hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn,
làm sao để chế tạo cái phễu kia vậy mọi người? Phễu á? Cái phễu, cái đồ để hứng nước phễu, của cái con cái con gì ta, cái con gì nhỉ? Con phù thủy á. Biết rồi, dùng sắt rồi tạo thành một cái. Được. Ủa cái này hứng nước được không ta? Được. Đa số đi. Làm okay, gì ok. Chết rồi. Mọi người biết gì? Mọi người biết các ơi vừa thấy gì không? Carol nó vừa đặt mầm cây này á mọi người, mầm cây này lên đây nè. Đặt nhắm mẹ. Ôi bây giờ mình sẽ chờ ở này lớn anh em ạ. Ô còn một cái thành tựu bên đây nè, bây giờ mình sẽ cần chế tạo một cái cần câu đúng không? Nhưng mà hiện tại mình chưa có tơ nhện anh em ạ. Ủa sao chờ hoài nước nó không lên anh em? Thế mình đặt chỗ thấp quá ta. Mọi người. Xíu được không? Mọi người. Sao chị? Ai thả con bò ra vậy? Đâu ai thả? Nãy cam mui đặt đầy đủ rồi nhá, sao tự nhiên bây giờ nó lại bị tinh lấp ra, tật lấp ra này. Bắt lại nha, để đem đi ngoài. Trời gì trời. Ok, mình sẽ để trên đây để hứng nước mưa em ạ. Ai phá hoại vậy? Để đây để hứng nước mưa nào. Chim này chim phá hoại quá, chim cho chim kỳ quá. Ê Sim ơi, quăng lại cho anh cái đấu hình zombie đúng không? Sim á chị, có một cái gọi là khá là hấp dẫn đến từ Sim, chị biết là gì không? Sim luôn luôn quăng đồ cho em, là một người em rất gương mẫu, nhưng mà mỗi lần Sim quăng ra Sim đều lấy lại. Đây, không phải, chị cứ tưởng là em xin bao nhiêu thì Simi cho em bấy nhiêu. Ừ cũng xin có luôn. Chỉ có một thôi. Mình xin một cục gỗ, Sim đưa mình đúng một cục gỗ. Quá thì quá dễ thương luôn em không? Ê, từ, tại tính ra là mình đây Glo đang có sắc được cái thứ này để tạo là nung quay. À đúng rồi, đúng rồi. Ê, có nước rồi mọi người, có nước rồi. Nước này chưa được dùng. Chờ thêm một xô nó mới được dùng, Ủa là sao? Mình tạo nước chỉnh cũ của chị. Hiểu. Ok rồi. Ồ, tức là cái phễu này hấp nước được à? Được mà, thì như là như chị cái nước mưa này, nước mưa được mà. Em lấy được rồi nè, em lấy một số nước rồi nè. Đây. Đổ góc chén nha Sim, Rồi ok, góc vào đúng không? Góc này nè. Đâu, bên này đúng không? Đúng rồi, đổ đi. Đổ đi. Rồi. À, cái này là góc thẳng đó má. Má biết định luật góc chéo không? Ok, em nhầm, xin lỗi. Lâu Sim hơi lắc. Có nước rồi. Yeah, đi lên từ nghịch cảnh anh em ơi. Ủa vậy là cái này là nước vĩnh cửu luôn hả mọi người? Ừ, nước vĩnh cửu đó, bốc nhiều được đó, bốc nhiều được đó. Lấy bao nhiêu cũng được. À, thì bên kia phải cho cái xô chứ. À đây, sao có trên mà, sao trên mà mọi người đúng sao đây? Bây giờ mình sẽ tiếp tục xuống đây mình đào anh em mà. Bây giờ gì tiếp theo mình cần làm đó chính là sẽ chế tạo một lúa. Có rồi đó mọi người chế tạo lúa chưa? Rồi có lúa rồi. The parrot and the bat là sao? À cho hai con cho hai con động vật ăn chị ạ. Cái này là cho hai động vật ăn. Mới có một con bò thôi, phải chờ thêm một con bò nữa. Thế mình phải chờ thêm một con cừu nữa. Trời, theo như cái này setup là mình phải có một con cừu, một con bò nó xuất hiện ngay chỗ đó anh em ạ. Ok. Ủa con vừa kiếm được gì thú vị ạ? Em ra ngoài đi chị cho em một quả táo, chị dưng một quả táo đây. Ok em ra đi chị đó, chị mua. Mui à, chị đừng tham lam như thế. Định luật quả táo không chừa một ai đâu. Thì đúng rồi, thì chị ném quả táo cho Sim mà, đúng rồi quả táo. Ok, bây giờ mình đang có cố gắng để đập cục Obsidian nhưng mà ném vào xuống dưới. Ok. Ê Sim ơi. Hình như anh nhớ không nhầm là em có nhặt một cục kim cương đúng không? Đúng rồi, em nhặt một viên. Cho may quá còn dư một viên kim cương. Trời đất ơi, đang lượm mùa táo mà, từ không nổi, từ. Ok, kim cương này bây giờ mình sẽ đào hắc diện thạch nè mọi người. Chết rồi, à đây, có que, may quá, có que anh em ạ. Ok, yeah, Obsidian ơi, I'm coming with you. Xin một ô nước ở cái ô này. Chào bạn. Xin một ô nước ở cái ô này. Ok. Ok làm mọi người nhìn này. Ông khoan phải có sỏi chứ. Đây làm gì có sỏi trời. Sim ơi xuống đây đặt đuốc giúp anh với Sim. Xuống đây đặt đuốc giúp anh ấy. Này. À hình như có đuốc này, hình như có đuốc nè. Nhưng mà bên kia chưa có. Đây Sim canh mấy con skeleton đừng để bắn anh nha. Anh đặt của hóa nhìn thành này cái. Ok. Ok skeleton nó anh. What? Có đâu vậy? Thì quá mọi ơi. Giờ chúng ta đã có một người. Yes. Mở rộng lên em ạ. Mở rộng lên em ạ. Yeah. Rồi. Yes. Mở rộng rồi. Ê Sim ơi. Anh nói cho này có cái này hay lắm nè. Số này hơi. Ủa nữa dưới hả? Dưới kia còn miếng đuốc không? Có cái này xin miếng đuốc đây. Dưới đây hả? Dưới đây hết đuốc rồi. Trời ơi. Chắc tình đâu vậy?
What the hell? Từ từ, ở trên này. À, ok. Lên đây anh sẽ chỉ cho em một cái rất là hay. Nè, em nhìn nha. Ok, à, để coi làm hắc làm cụm gì đó tới gì ta. Tới địa ngục bằng gọi là cái xô nước và một cái lava một ngạ. Không, một lava làm sao mà. Đây, để anh chỉ em cái này rất là hay luôn. Đây, xin xem chưa đây nè, xin nước nè, anh sẽ làm ảo thuật cho xin coi. Đứng tay. Đúng rồi. Anh định đánh. What? Này là cái gì? Cái gì vậy mọi người? Cái gì vậy? Nó chết đi mọi. Trời ơi, ảo thuật cái gì vậy? À, em có cách. La đi. Ai da, sao nó tao? Một chấm 16 mà may mà đây là 1.16 nha. Đây là 1.12 là xong sim rồi anh em ạ. Tôi nuôi được bò rồi nha. Thấy thành kiểu rồi nha. Để mấy con bò. Hai con thì giờ lên 3 đó. Ủa vậy là mình nhớ nhầm rồi anh em ạ. Hình như là nó cho bò chứ nó không cho kiều anh em ạ. Ui ôi, không cho kiều thì làm sao để mình phải làm được giường đây ta. À tôi nhận. Ngủ luôn anh. Đúng rồi, tôi nhận làm được. Đâu, ở trong đây nó có một cái thành tựu chính là giấc ngủ đầu tiên mà. Sao mình được biết là nếu mình không ngủ nhiều thì sẽ có một con nào nó xuất hiện nó sẽ cắn mình đó mọi người. Phantom. Yeah. À, ok. Đây. Đâu rồi, mọi người xây nhà đi. Mọi người xây nhà đi. Nhà gì? Ok. À, chặt gỗ xong bà không xây nhà rồi làm sao mà chứa đồ được. Nhìn cái gì đấy không? Nguyên một chỗ khoảng không to chả bá như này cần gì vậy nha. Thì người ta cũng phải gọi là làm nó ra dáng cái nhà này, đồ luôn. Là cái động rồi. Sống trong hang đi ba ơi. Sinh tồn cứ đòi nhà. Ôi cam ơi. Ê nè, sleep in bed to chen do respawn boy nè. Oh, ra tới đây luôn rồi hả? Ra rồi mà. Ê mọi người ơi, mình bị nhốt chung với mấy con bò. Trời ông Tân. Quay đi. Trời sao ông ngồi ngủ kia luôn. Lao cơ lên. Ai lên được rồi. Ui. Ê, chỗ là chỗ cánh nắng cánh mưa nè. Ơ Sim ơi, Sim có tên nhện không Sim? Tên nhện á, hình như dưới kia em có thấy mấy cái, em xuống em lượm cho. Đây, em xuống lượm. Ok, nên mà bây giờ mình sẽ sử dụng tơ nhện để mình làm một cái là giấc ngủ đầu tiên. Ê nhưng mà anh em ơi, anh em đừng chơi với tôi như thế chứ, anh em hãy cho tôi gọi là ít táo được không anh em? Đấy, thật sự này, không có cái nào hết trơn á, thật sự là nó rất là nghèo á. Trời ơi, đinh lục, vậy cay? Ủa dạ đây, không gì, em sẽ cho anh gọi là... ổ bánh mì đầu tiên nhá. Đây ấy, ăn ổ bánh mì đi anh. Cái. Ổ bánh mì đâu. Ê, sao cá mui vừa thấy ai? Cá mui vừa thấy cái gì vậy? Tự hủy. Khỏi đi cay. Bây giờ thì không cần nữa. Rồi tự hủy luôn. À, em có gọi là 16 cái tơ nhẹ này đủ không anh? Được. 16 tơ nhẹ nè. 16 tơ nhện hình như thiếu 16, 9 tơ nhện mới được một cục len. Chúng ta còn 18 4 tơ nhện là một cục len rồi. 4 tơ nhện một cục len rồi chị. 4 tơ nhện một cục len rồi. Thế được rồi. Đây. Que xem, đấy, thấy chưa ca mui. Ca mui dân kỹ năng đâu kỵ mui. Đây, ok, 4 cục len nè. Ôi, 4 cục len đúng không? Ê mọi người, cho tôi lại thắc mắc một điều với. Ai đã thả con bò ra vậy? Đâu ai thả bò đâu? Ông bò nó bơi nhanh đấy chị. Được cái hả? Cho nó ăn lúa đi chứ. Yes. Mở động coi chứ mọi người, mở động coi chứ. Rộng thêm một tí nè. À, ok, bây giờ thì chúng ta còn một cái thành tựu ở đây. Ok thôi, nói chung thành tựu này khó làm quá anh em ạ. Bây giờ mình, à Sim ơi, còn tới nhỏ không? Em đưa anh 16 tơ nhện cuối cùng rồi, còn gì nữa để em xuống kiếm tiếp cho. Anh cần nhiều. Anh cần thêm khoảng 3 tơ nhện nữa. 3 2 tơ nhện nữa. Ok, đây, đây có luôn nè, 2 tơ nhện là có luôn nè. Ủa sao cay giống như cay giống như Doraemon đúng không anh em ơi. Nè, 2 tơ nhện là trùng hợp có luôn. Hỏi gì cái trong túi quần cái có 2 tơ nhện luôn anh em ạ. Không, mẹ cay cắp của Sim. Ok, mình có một cái cành câu. À không, có khi là do lúc nãy rô chết á, nên là có những đồ bị văng ra là cay nhặt được luôn.
Ồ. Đây được luôn hả? Trời ơi. Câu cá được mà, ở đâu mình chẳng câu được. Chúng ta là người những người nông dân vượt lên nghịch cảnh mà các bạn. Các bạn không? Đây chân dung của những người nông dân rồi anh em thấy không? Trời thật câu vai. Trời ơi, chú chiêu vai. Chiêu một mình là sao vậy bạn? Yes. Yes, chú mở rộng rồi đứa kìa em ơi. Rồi, đừng có chiêu một mình chưa, cái cần câu like để người ta chiêu coi. Ai em chiêu câu cho mọi người nè. Ôi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm thêm tơ nhện để chúng ta gọi là đổ nước cho chúng ta chiêu các bạn ạ. Ok, có cá nè, nướng cá được rồi nè. Yeah, tôi có đồ ăn rồi anh em ơi. Ok, mọi người ơi, hồi nãy tôi có quăng cho mọi người mấy cần câu á, mọi người thấy không? Thấy rồi, thấy rồi, đây rồi. Ok, đây lên đây câu nè anh em. Lên đây chiêu nè, có nguyên cái hồ dưới đây mọi người. Lên đây mọi người ngắm vào những nơi xa xăm kìa không? Rất gần nhưng cũng rất xa. Lên trên đây, lên trên đây. Đấy, cái hồ dưới đây đây. Thôi lên trên đây ngắm phong cảnh nè, bà không ngắm, bà xuống dưới và bà ngắm cái gì ở dưới. Mình đang câu ở một cái hồ không có một con cá nào hết. Ê, sao? Sao mỗi người câu nơi vậy? Anh lên câu tôi chứ không? Ok anh em ạ, anh em nhìn giờ trời phong cảnh rất gần nhưng rất xa anh em ạ. Nhiều khi chơi Minecraft á đâu phải là mình vô mình sinh tồn này, hoặc là mình phá đảo game thật nhanh, hoặc là gọi là mình phải bắt cua bờ rồ là mới gọi là nó vip đâu anh em. Nhiều khi mình vô Minecraft gì đây ngồi câu cá chiêu chiêu như thế này cũng là yên bình lắm luôn anh em ạ. Giờ bật khi mà nhạc Minecraft lên nữa là buồn thúi ruột luôn anh em. Hợp lý, nhạc Minecraft giúp bạn trầm cảm. Đúng rồi. Bây giờ cái hồ to như thế nào bao đó là hồ bé tí này bảo hồ to. Cậy được rồi bà đợi. Ok các bạn à, và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và bọn mình cũng đã làm được rất là nhiều thành tựu rồi. Hồi đó đến giờ bọn mình chơi Minecraft một mình bọn. Thật ra tất cả những người đang ở đây đều đã từng chơi sinh tồn một mình và đã làm những cái thành tựu như thế này rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn mình làm thành tựu cùng bạn bè. À phải lần đúng thứ rồi. Lần là lần đầu tiên của bọn mình mà là lần đầu tiên của Kaion. Ok, đây là lần thứ hai mình Camui và Simi làm hành động cùng bạn bè và giấu bao nhiêu lần đi chăng nữa thì bọn mình vẫn thấy cái việc này nó khá là vui nên mà. Nó là bạn nào mà muốn chơi Minecraft cùng với bạn bè mình mà hoàn thành những cái hành tựu như này thì các bạn hãy thử một lần đi. Thử một lần đi nó cực kỳ vui luôn nè và cực kỳ hấp dẫn luôn và đặc biệt hết là hấp dẫn ở trong cái World Sinh Tồn 1 Lock này. Rồi. 50.000 like, 50.000 like để Ro gọi là phá đảo Minecraft bằng qua lóng. Ok. Ok, đáng để thử mà. Đáng để thử mà. Nhưng mà sẽ chơi hết thôi bằng một chút. Nếu như video này đạt được 50.000 like thì chúng ta sẽ có một video phá đảo Minecraft nhưng một lóc nha anh em ơi. Mình sẽ chơi một lóc như thế này nhưng mình sẽ cố gắng để phá đảo Minecraft nha. Ok, và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Các bạn xem video này và nếu các bạn vui thì đừng quên làm và subscribe cho kênh. Tôi đang đọc kênh mà nói. Bye bye. Hồ nước ở đây nhưng tôi không lại nhảy hồ nước. Bye.